Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube cũng như các nền tảng khác của công ty cổ phần âm thanh Sao Mai, viết tắt là saomaiaudio.com, địa chỉ số 440 đường Trần Khát Trân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Trên màn hình chúng ta đang xem đó là nhà thờ giáo xứ Hà Khẩu, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Giáo xứ Hà Khẩu thuộc hạt Hòn Gai, giáo phận Hải Phòng, được thành lập và nâng lên hàng giáo xứ vào ngày 9 tháng 10 năm 2008 dưới thời Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên. Hiện nay giáo xứ Hà Khẩu có khoảng 1.000 giáo dân, gốc từ Bùi Chu, từ Thái Bình, di cư và sinh sống ở đây chiếm một cái số lượng tương đối đông. Như trên hình chúng ta thấy, giáo xứ Hà Khẩu bề ngang rộng khoảng 14 mét, bề dài rộng dài khoảng 40 mét và có kích thước tương đương như nhà thờ của giáo hạt Hòn Gai, cho nên hệ thống âm thanh chúng tôi cũng thiết kế tương đương như hệ thống âm thanh mà chúng tôi đã lắp ở giáo hạt Hòn Gai. Trong nhà thờ chúng tôi thiết kế và lắp đặt là 14 loa Bose MA12, dòng loa cột của hãng Bose đến từ Mỹ. Phần phía dưới nhà thờ, 12 loa Bose cột MA12 được kết thành 6 cây đôi. Chúng ta xem trên hình, mỗi cây cao 2 mét, 2 cây sẽ quay lên gian cung thánh, 4 cây sẽ quay xuống dưới phần nhà thờ. Trên ca đoàn chúng tôi sẽ lắp 2 cây loa đơn để làm monitor và kiểm âm cho trên phần gác đàn. Với 12 cây loa này, theo tính toán và của chúng tôi thì âm thanh sẽ phủ đầy và đủ mạnh để đảm bảo cho tất cả các cái hoạt động của nhà thờ, kể cả trong lễ bình thường cũng như những cái ngày đại lễ. Đây là một trong những cái thiết kế tiêu biểu và đặc trưng mà Sao Mai đang áp dụng rất thành công ở các nhà thờ trên toàn các miền Bắc, Trung và cả Nam trong thời gian vừa qua. Cách lắp đặt chồng đôi, chồng ba, 2 và 3 loa cột của Bose gồm các model MA12, MA12EX và MSA12 thì không có gì là mới đối với thế giới, đặc biệt là đối với hãng Bose. Hãng Bose là không gọi các cái loa của họ là speaker mà họ gọi là các modular, tức là một cái để cho nó một cái module kết nối. Thì khi mà kết nối chồng đôi và chồng ba như này thì cái loa Bose nó phát huy được tối đa cái hiệu quả và cái điểm mạnh của nó. Vì sao loa Bose MA12 lại chồng đôi, chồng ba trong nhà thờ mà không rải ra đẹp hơn? Chúng tôi sẽ phân tích vào một clip riêng. Clip này chúng tôi xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.